chia đa thức. Đề bài cho ta là 15x bình phương cộng 17x trừ 20 chia cho 3x cộng 4. Và trước khi chia, mình ôn lại coi cái phần ở trên 15x bình phương cộng cho 17x trừ 20 nó nằm ở phía trên, nó gọi là tử số hay còn gọi là số bị chia nha. Số bị chia, còn ở dưới mẫu số, ở dưới mẫu số tức là nằm ở phía dưới đó, 3x cộng 4 ta gọi là số chia. Ta gọi là số chia. Như vậy để chia thì cái phương pháp chia mình ghi như sau. Ta ghi lại 15x bình phương cộng 17x trừ cho 20. Đây là số bị chia, và chia cho cái đường màu xanh này nè là chia cho 3x cộng 4. Khi mà mình chia thì mình dùng cái số hạng đầu tiên. Cái số hạng đầu tiên là 15x bình phương chia cho số hạng đầu tiên của số chia là 3x. 15 chia cho 3 ta được 5. X bình phương chia cho x ta được là x. Như vậy ta được là 5x. Và ta nhân ngược lại. 5x nhân cho 3x ta được là 15x bình phương. Và mang qua bên tay phải ta đổi dấu thành trừ 15x bình phương. Và chúng ta đừng quên ghi theo thứ tự theo cái hàng bình phương của nó. Bình phương thì ghi theo bình phương. Và kế đến 5x nhân cho 4 là ta được 20x nhân vào. Ta được 20x. Nhớ nha, từ mình nhân ngược lại là 20x và mình mang qua phía bên tay phải, ta đổi dấu thành trừ 20x và xếp theo cái hàng x của nó. Sau đó gạch ngang qua để cộng trừ với nhau. 15x bình phương trừ 15x bình phương hết. Cộng 17x và trừ 20x, ta còn lại là trừ 3x. Tiếp tục ta hạ trừ 20 xuống nằm bên cạnh trừ 3x. Và ta lấy số hạng đầu tiên là trừ 3x chia cho 3x, ta được trừ 1. Trừ 1 và ta nhân ngược lại. Trừ 1 nhân với 3x là trừ 3x. Khi ta mang qua phía bên tay phải, ta đổi dấu thành cộng 3x và xếp theo hàng x. Kế đến, trừ x nhân cho 4 là trừ 4. Và ta mang qua phía bên tay phải, ta đổi dấu thành cộng 4 và xếp theo hàng số. Vậy, ta đã nhân ngược xong theo hai số. Trừ 1 nhân với 3x và trừ 1 nhân với 4. Và gạch ngang qua để cộng trừ với nhau. Trừ 3x cộng 3x hết. Trừ 20 cộng với 4 ta còn lại là trừ 16. Trừ 16 ta gọi là số dư hay là dư số gì cũng vậy. Vậy kết quả ta được là gì? Là 5x trừ 1. Ta ghi lại 5x trừ 1. Ở đây 5x trừ 1 ta gọi là thương số với cộng với cái số dư của nó là trừ 16. Trừ 16 ta không chia hết cho 3x cộng 4. Ta phải ghi lại là trừ 16 trên 3x cộng 4. Vậy thương số của nó là 5x trừ cho 1 trừ cho 16 trên 3x cộng 4. Vậy đến đây ta đã giải xong bài tập 1A. Sang bài tập 1B. Ta có 3x lũy thừa 3 cộng cho 8x bình phương trừ cho 6x cộng cho 2. Đây là tử số hay còn gọi là số bị chia, tử số, và mẫu số là 3x trừ 1 hay còn gọi là số chia. Như vậy để chia thì ta ghi lại như sau. 3x lũy thừa 3 cộng cho 8x bình phương trừ cho 6x cộng cho 2. Và cái đường màu xanh này là chia cho 3x trừ 1. Đây, 3x trừ 1. Cũng vậy, khi chia, ta lấy số hạng đầu tiên của số bị chia là 3x lũy thừa 3 chia cho số hạng đầu tiên của số chia là 3x. 3x lũy thừa 3 chia cho 3x ta được là x bình phương. Và ta nhân
Ngược lại, x bình phương nhân cho 3x là 3x lũy thừa 3. Mang qua phía bên tay phải, ta đổi dấu thành trừ 3x lũy thừa 3 và xếp theo hàng lũy thừa 3. Kế đến, x bình phương nhân cho trừ 1 là trừ x bình phương. X bình phương nhân cho trừ 1 là trừ x bình phương và mang qua phía bên tay phải, ta đổi dấu thành cộng x bình phương và nhớ xếp theo hàng x bình phương. Rồi sau đó, gạch ngang qua để cộng trừ với nhau. X lũy thừa 3, 3x lũy thừa 3 trừ cho 3x lũy thừa 3. Ta hết nha. 3x lũy thừa 3 với trừ 3x lũy thừa 3 hết. Và 8x bình phương với 1x bình phương ta được là 9x bình phương. Tiếp tục để chia, ta hạ trừ 6x xuống nằm bên cạnh 9x bình phương. Cũng vậy, ta lấy cái số hạng đầu tiên chia cho số hạng đầu tiên của số chia là 3x. 9x bình phương chia cho 3x ta được 3x. Và 3x ta nhân ngược lại. 3x nhân với 3x là 9x bình phương. Khi mang qua phía bên tay phải, ta đổi dấu thành trừ 9x bình phương. Và kế đến, 3x nhân cho trừ 1 là trừ 3x. 3x nhân cho trừ 1 là trừ 3x và mang qua phía bên tay phải là cộng 3x. Và cũng đừng quên xếp theo hàng x nha. Xếp theo hàng x. Bên đây là x bình phương thì ta xếp theo hàng x bình phương và gạch ngang qua để cộng trừ với nhau. 9x bình phương với trừ 9x bình phương hết. Trừ 6x cộng 3x ta còn lại là trừ 3x. Tiếp tục giải, ta hạ cộng 2 xuống nằm bên cạnh trừ 3x. Và khi chia, ta cũng lấy số hạng đầu tiên để chia với số hạng đầu tiên của số chia. Trừ 3x chia cho 3x ta được là trừ 1. Và nhân vào, trừ 1 nhân với 3x là trừ 3x. Và mang qua phía bên tay phải, đổi dấu thành cộng 3x và nhớ xếp theo hàng x. Trừ x, xin lỗi, trừ 1 nhân với trừ 1 là cộng 1. Và khi mang qua phía bên tay phải, ta đổi dấu thành trừ 1 và xếp theo hàng số. Vậy, ta gạch ngang qua để cộng trừ với nhau. Trừ 3x cộng 3x hết. Cộng 2 với trừ 1 ta được là 1. Như vậy, đây là dư số, 1 là dư số, 1 không thể chia cho 3x trừ 1 được, ta để nguyên. Vậy kết quả ta được gì? Kết quả ta được x bình phương cộng 3x trừ 1, x bình phương cộng 3x trừ 1 và dư số, đây, dư số là 1. Dư số này phải ra, đúng ra phải chia cho 3x trừ 1 nhưng chia không được thì ta để lại là cộng cho 1 chia cho 3x trừ 1 vì ở đây là cộng 1. Nên ta cộng cho 1 chia cho 3x trừ 1. Vậy, đến đây ta đã giải xong bài 1B. Vậy hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp và cũng đừng quên chia sẻ với các bạn khác.